Kính thưa quý vị, với niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, trong cả ngày hôm qua 25 tháng 7, hàng ngàn đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đông đảo tầng lớp nhân dân trên cả nước cùng các đoàn khách quốc tế đã có mặt tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để dự lễ viếng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong ngày hôm nay, 26 tháng 7, lễ viếng đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục diễn ra từ 7 giờ sáng. Vào 13 giờ chiều nay, ngày 26 tháng 7, lễ truy điệu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức tại nhà tăng lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai dịch, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.